Xuất xe ra chân tượng Giữ Mã là nước cờ mà Trương Kính Hòa Ấn Độ sử dụng ở giải châu Á năm 2006. Đến đây, cờ đen có hai phương án đi quân. Một là xe 8 tiến 1 và hai là tượng 5 lùi 3. Còn như đen đi mã 7 tiến 8. Cờ đỏ có thế công mạnh. Phương án đi quân nước đen, xe 8 tiến 1. Đây là nước cờ mà Trương Kính Hòa dùng đối phó với Trương Cao Dương ở giải châu Á năm 2006. Đen tiến xe bát tượng dẫn tới hỏng cờ. Đỏ khí xe tóc mắt tượng, nước cờ tuyệt hay. Đỏ thắng cờ. Mời các bạn xem lại các nước đi.
Đỏ thắng cờ. Phương án đi câu thứ hai của đen ở hình cờ này là tượng 5 lùi 3. Đây là nước cờ mà Hàn Tiểu Hồng dùng ứng phó với Vương Thuận 3 năm 2010. Đen xuất tướng. Đổi lại, đen đi tượng 7 tiến 5. Cờ đỏ thắng thế. Như đen tướng 5 bình 4. Đỏ đấm tốt vào cung, nước cờ hung hãn. Đỏ thắng cờ. Mời các bạn xem lại các nước đi.
Đỏ à, thắng cờ. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục trung pháo qua Hà Sa cấp tiến trung binh, đối bình phong mã bình pháo đổi xe.